Em Duy xin phép được kính chào tất cả các bác. Tiếp tục em lại lên cho các bác một phiên video ngày hôm nay các bác nhá. Để các bác nhìn trước màn ảnh nhỏ các bác một lô hàng mới về rất là đẹp luôn các bạn. Từ những chiếc đồng hồ cơ cổ cho đến một số phụ kiện ngày hôm nay các bác nhá. Hôm nay em lên các bác một số phụ kiện rất là chất đấy ạ. Thì các bác theo dõi hết video nhá. Thì các bác xem mẫu nào ưng ý các bác ủng hộ cho bên em. Và nhớ các bác nhớ kết bạn Zalo nhá các bác nhá. 0927 292 và 292 các bạn. Em sẽ đi đến những các mẫu đồng hồ đầu tiên như thường lệ mà thôi. Em sẽ lên các bác một mã số đầu tiên sẽ là một chiếc đồng hồ mang mã số 171 các bác nhé. Mã số 171 đó là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Bonzot các bác nhé. Lâu lắm em lại về được một chiếc đồng hồ Bonzot 17, các bác hay gọi là Bonzot 17. Dòng máy này là thuộc dòng máy 16-17G các bác nhé, dùng chung. Hai dòng máy dùng chung và được thiết kế cho các bác một dòng một cái form là form bát úp. Size là size to nhất trong các dòng Bonzot các bác nhé. Size to nhất cho các dòng Bonzot luôn các bạn. Dòng này đang là size 30 35 36 các bác nhá. Đây để em đo lại này. Đây các bác ơi. 35.5 các bác nhá. Size tiêu chuẩn của dòng Bonzot 17, Bonzot 16 17. Mặt bát úp. Tất cả zin hết các bác nhá, tất cả zin hết. Nói chung là một chiếc đồng hồ còn nguyên zin nguyên bản. Mang thương hiệu Bonzot 17. Mặt trắng chảy tia. Đó. Cọc số khía cạnh. Zin đét đẹp luôn các bác ạ. Zin nguyên bản như các bác nhá, hàng mộc mạc luôn đấy ạ. Hàng Nga bây giờ thì thị trường lộ cộ nhiều lắm các bác ạ. Đa số là hàng sở ba, hàng các kiểu làm lại hết. Chiếc này là một chiếc đồng hồ nguyên zin nguyên bản, em bảo hành các bác luôn. Thì các bác biết đến chiếc đồng hồ Bonzot 17. Bonzot 16 là thuộc dòng bát úp, thuộc dòng size to 35-36 rồi. Tuyệt vời lắm các bạn. Các bác chơi chiếc đồng hồ như này mình là đáng sưu tập. Để lên các bác cùng xem này. Đó, bây giờ thì cái dòng đồng hồ Vintage thì nói chung là rớt giá thê thảm các bác ạ. Đồng hồ Vintage bây giờ các bác mua là được cái giá tốt này. Chứ còn cách đây tầm đôi năm, 3 năm về trước các bác mua các dòng đồng hồ Bonzot như này thì luôn luôn phải trên 2,5 triệu. Hàng bọc vàng lên đến 3,5 triệu, 4 triệu luôn các bác ạ. Bây giờ thì những chiếc đồng hồ zin như này còn rất ít. Chiếc đồng hồ zin như này còn rất ít các bác nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi mã số 71 nhá. Để các bác này 1.500.000 ạ. 1.500.000 các bác nhé. Em bao zin cho các bác. Mặt zin, để các bác chơi chiếc đồng hồ Bonzot mặt zin nó mới chất các bác ạ. Quá đẹp luôn các bác ơi. Tình yêu nước Nga của các bác lại trỗi dậy. Bác nào mà đã và đang chơi đồng hồ Nga thì các bác nhìn thấy các cái mẫu đồng hồ Bonzot 17 16 này thì nó là hàng gọi là bắt mắt nhất trong các dòng Bonzot rồi. Mã số 71 nhé, để các bác cùng chơi chỉ 1,5 triệu thôi. Rồi tiếp tục em lên các bác một chiếc mã số 72. Mã số 172 sẽ là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Seiko Linh Mục, hay còn gọi là Seiko LM các bác nhé. Có kết hợp cho các bác một bộ dây dù rồi. Size mặt đang là size 30-38 các bác ạ. Size 38 thuộc form này là form khá là giống form mua rùa các bác nhé. Chạy bộ máy cơ auto đến từ Japan, hàng nội địa các bác nhé. Đấy, lịch vẫn nhảy các bác này. Được chưa ạ? Đa số các dòng LM Linh Mục các bác lau dầu các bác hay bị làm hỏng cái bánh xe lịch. Vì luôn là bánh xe nhựa cho nên là họ hay đa số sẽ bị bỏ cái bánh xe nhảy lịch đi. Nhưng mà chiếc này thì còn nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, xe lịch nhanh. Các bác mua đồng hồ LM thì các bác chỉ cần test nhanh là như vậy là còn nguyên zin nguyên bản hay không. Đấy, các bác xe lịch còn nhảy hay không. Seiko Linh Mục size 38. Form mua rùa. Đeo rất ôm tay luôn. Vỏ thép inox, mặt đẹp 3 kim 2 ô click các bác nhá. Chiếc này đang giao lưu với các bác cùng chơi là 1.600.000 thôi ạ. 1.600.000 thôi các bác nhá. 1.600.000 giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ mã số 72 Seiko Linh Mục Lot Matic. Đó.
lót matic các bác nhé, 25 chân kính, hàng da van còn đẹp căng luôn các bác ạ. Một triệu sáu lên cho em mã số 72 Seiko LM Lot Matic 25 g vỏ thép size 38. Tiếp tục em đang có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cho các bác nhé. Đấy, ba mẫu đầu line sẽ làm đầu tiên sẽ là đồng hồ Nga, sau đó sẽ là đồng hồ Nhật. Bây giờ sẽ là đồng hồ Thụy Sĩ các bác ơi. Nhắc đến Thụy Sĩ thì nhắc đến Omega và Longines các bác nhé. Thì hôm nay em lên các bác một chiếc đồng hồ Omega. Được chưa ạ? Một chiếc đồng hồ Omega chạy bộ máy cơ auto. Nó thân vỏ thì vẫn cứ là bọc vàng các bác nhá. Dòng này thuộc dòng đáy xoáy các bác ạ. Shimatter thì có nhiều loại đáy xoáy và đáy mở và đáy cậy đầy đủ hết các bác nhá. Được trang bị cho các bác một bộ máy 552 các bác nhá. 552 là 24G sao ạ? 24G đúng không? 550 là 17G thì phải. Chạy bộ máy cơ auto 552 có một con ngựa đằng sau này các bác này. 550 552 là không lịch à? 56 phải là có lịch. Lúm bọc vàng. Có logo Omega. Size mặt đang là 34. 34.5 luôn các bạn ạ. 34.5 luôn các bác nhé. Nói chung là size tiêu chuẩn rồi. Omega chỉ có 34 hoặc 34.5 thôi. Còn công tê thì mới là size khác. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. Một chiếc đồng hồ Omega mã số 73. Để các bác này, có ngựa này. Để các bác này, 9 triệu 8 đấy các bác nhá. 9 triệu 800 nghìn, chưa đến 10 triệu các bác ạ. Chưa đến 10 triệu các bác nhá. Thân vỏ bọc vàng. Đấy, thép inox ngựa biển. 9 triệu 8 mã số 73. Đó, các cạnh góc cạnh ở đầu càng vàng còn ok hết các bác nhé. Để các bác giá chỉ có 9 triệu 8 rồi, chưa đến 10 triệu. Những chiếc đồng hồ cơ cổ bây giờ vintage bây giờ các bác mua được những cái giá siêu tốt này. Rồi, em đây các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Swatch có thiết kế lộ cơ lộ máy các bác nhé. Chiếc này thì em sẽ bán rẻ cho các bác bởi vì sao ạ? Bác nào tay 17 cho đến 16 thì đeo được 16 đến 17 đeo được các bác nhé. Còn tay hơn 17 không đeo đâu ạ. Dây nó chỉ trong khoảng tay 17 thôi. Một chiếc đồng hồ Swatch có thiết kế skeleton lộ cơ lộ máy các bác biết đến. Dòng này quá là nhiều rồi. Size mặt đang là size 37 các bác nhé. Còn thân là thép. Đó, vỏ thì vỏ vẫn cứ là vỏ thép này. Đây, lộ cơ lộ máy đây. Thuộc dòng máy V8 các bác nhá, chuẩn Thụy Sĩ. Đây, kính bị dạn rồi các bác ạ. Để các bác cứ chốt đi, em sẽ thay kính cho các bác nhá. Kính Meca thôi. Thì là thay cũng đơn giản mà thôi. Đó, Swatch zin cả dây cả khóa luôn. Để lưu ý giúp em là tay 16 17 đeo được các bác nhá. Tay 17 đổ lại đeo được. Mã số 174. Để các bác cùng chơi chiếc này 1 triệu 6 thôi. Vẫn là 1 triệu 6 thôi. Cơ auto giá chỉ bằng chiếc đồng hồ Nga thôi các bác ạ. Đó, chiếc này mà có thêm 2-3 mắt dây nữa thì lại rất là nhiều bác đeo được. Đó, chiếc này chỉ dành cho bác nào tay 17 đổ lại với cân nặng đang trong khoảng tầm 65 cân đổ lại thôi. Hoặc các bác có thể mua về các bác đi độ dây da nhá. Đi làm dây da cũng được. Được chưa ạ? Để các bác 1 triệu 600 nghìn thôi cho chiếc đồng hồ Skeleton Swatch mã số 174. Bác là tay vừa và nhỏ đeo tuyệt vời luôn, chạy cực kỳ chính xác luôn. Mã số 174. Để giao lưu với các bác cùng chơi 1 triệu 600 nghìn. Tiếp tục em đang mang một chiếc mã số 175. 175 ngày hôm nay giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Seiko Tank. Đó, Seiko Tank các bác nhé. Size mặt hiện tại là size ngang đang là 25, 26 các bạn. 26 đi, gọi là 26 đi các bác ơi. Cả càng này sẽ là 34.5. Một chiếc đồng hồ Seiko Tank với thiết kế siêu mỏng nha các bác nhé.
Hàng pin Nhật nội địa rất là bền luôn. Đấy, bác nào thích nhẹ nhàng, bác nào thích phong tanh nhẹ nhàng, tình cảm công sở văn phòng đơn giản giản dị thì chơi ngay cho em mẫu này. Để các bác giá siêu rẻ luôn một chiếc đồng hồ pin Nhật nội địa nhé. Để các bác chơi giá chỉ có 700.000 thôi ạ. 700.000 thôi, lên cho em mã số 75. Mã số 75 nhé, 700.000. Seiko tanh, mặt pin, quên, mặt đen, chạy máy pin. Thân vỏ bọc vàng, đáy thép inox. Hàng Nhật nội địa đến từ Japan. Giao lưu với các bác cùng chơi 700.000 đồng. Quá đẹp luôn các bác ạ. Rất là nhẹ nhàng tình cảm. Tiếp tục em lại lên các bác một chiếc đồng hồ tình cảm nhẹ nhàng tiếp theo này. Một chiếc đồng hồ tip các bác ạ. Em thấy có chữ tip thôi, nhưng mà nói chung là hàng của Nhật nội địa. Đó, liềng thì liềng đá rất là đẹp luôn, liềng đá ceramic cực đẹp luôn các bác nhé. Có size mặt đang là size 32 thôi, nhưng mà họ thiết kế cái chân càng rất là độc. Size cũng không hề nhỏ đâu các bác. Các bác chơi chiếc đồng hồ vintage thì không hề nhỏ đâu. Đây các bác nhìn này. Đó, đây tay em 17 đây, 17 đeo đây. Không hề nhỏ chút nào cả, bởi vì sao em nhìn quen đeo các dòng vintage rồi. Vintage thì đồng hồ cơ cổ các bác biết rồi, chơi chỉ loanh quanh 31, 32 thôi, 33 là đã ok rồi. Một dòng đồng hồ tip nha các bác nha. Các bác nhìn rất là đẹp luôn các bác ạ. Không những đẹp mà lại còn mới. Một chiếc đồng hồ rất rất đơn giản này. Thứ nhất liềng đá này. Thứ hai các bác này, mỗi số 12 la mã ở góc 12 giờ thôi. Còn mặt thì trắng tinh, tinh khôi luôn. Rất đẹp luôn, mới tinh luôn. Hàng Nhật nội địa nhá. Tiếp tục này, giao lưu với các bác cùng chơi này. Zin cả dây cả khóa luôn để các bác cùng chơi nhá. 600.000 đồng. 600.000 thôi các bác ạ. Nha các bác nhá. Nam tay nhỏ, nữ tay to. Các bác gái có thể tham khảo mẫu này. Các bác trai tay nhỏ đeo mẫu này thì siêu đẹp luôn. Đơn giản, giản dị, nhẹ nhàng. 600.000 đồng, mã số 176 nhá. Em sẽ tiếp tục một chiếc mã số 178 các bác nhá. Một chiếc đồng hồ không tên, không tuổi, nhưng mà lại có cọc số, lại có số. Một chiếc đồng hồ của nữ thôi, nhưng mà nó là một thiết kế một cái kiểu để các bác có thể mua về cho tặng ai gì đó, hoặc các bác gái đang xem thì chốt ngay chiếc này. Một chiếc đồng hồ siêu xinh, siêu đẹp luôn. Một cái kiềng, một cái lắc tay nhá. Để các bác giá thì có 500.000 thôi. 500.000 nhưng mà các bác đổi lại. Đổi lại các bác rồi này. Hôm nay các bác đeo, mai các bác gái đeo màu hồng nhá. Được chưa? Đây, lên tay các bác gái xem trước này. Hôm nay các bác gái đeo màu hồng này. Tuyệt vời chưa các bác? Ngày mai các bác gái đeo màu xanh. Ok chưa các bác gái? Đó. Các bác mua về làm quà tặng cho các bác gái, hoặc mua về còn làm quà tặng cho thành viên trong gia đình mình thì tuyệt vời luôn. Ngày mốt các bác lại đeo màu trắng. Trời đất ơi, nó cứ phải gọi là 3 trong 1 đi ạ. 3 trong 1 các bác, mà chỉ có 500.000 thôi. 500.000 thôi các bác nhá. Một chiếc kiềng lắc tay, hàng của Nhật, chạy máy pin của Nhật xịn sò luôn. Thiết kế kiểu kiềng này rất xinh luôn. 3 trong 1. Giao lưu với các bác cũng chơi giá chỉ có 500.000 thôi. 500.000 thôi các bác nhé. 500.000. Để các bác quan tâm thì các bác lên cho em cái mã số 178 nhé. 500.000. Đó, để các bác gái đeo thời trang, đeo thay phụ kiện rất là đẹp luôn. Để các bác giá chỉ có 500 thôi. Rồi, tiếp tục em sẽ lên các bác một chiếc nhẫn nhá. Em lên các bác một chiếc nhẫn này. Trời đất ơi các bác nhìn. Lửa lửa siêu tóe này. Quá đẹp luôn các bác ạ.
một chiếc nhẫn siêu phẩm. Còn nhẫn này thì đa số chỉ bán kim cương thôi. Em lên bác một chiếc nhẫn kim cương nhá. Một chiếc nhẫn kim cương. Vàng sẽ là vàng 9K các bác nhé. Vàng 9K hàng của Anh đấy ạ. Hàng của Anh Quốc đây các bác ạ. Với viên kim cương độ tinh khiết có, độ trong có, size to có các bác nhé. Viên này đâu đó đang trong khoảng tầm, nó trên viên này thì em chưa đi kiểm định, nhưng mà khi các bác chốt em sẽ kiểm định cho các bác, em bao kiểm định, ra giấy kiểm định cho các bác nhé, thì bên em mới nhận tiền cọc của các bác được chưa ạ. Nó viên này thì em cứ áng chừng đang trong khoảng tầm 4 ly rưỡi cho đến 5 ly các bác nhé. Em sẽ áng chừng cái viên kim cương này, nhưng mà khi mà các bác chốt bên em sẽ có giấy kiểm định cho các bác, sẽ ra giấy kiểm định cho các bác về thông số này. Đây là trước mặt em cứ lên cho các bác. Đó, size nhẫn đang là size 17.5. Dành cho chị em phụ nữ nhá. Đấy, bên này thì có bị móp nhẹ một chút xíu thôi, nhưng mà có thể xử lý được các bác nhá. Có thể xử lý được cho các bác. Khi mà các bác cần em xử lý cho các bác một chiếc nhẫn ngoại, hàng ngoại về. Vàng sẽ là vàng 9K, trọng lượng cả kim cương cả vàng đang là xấp xỉ một chỉ các bác nhá. Xấp xỉ một chỉ. Nhưng mà bỏ qua cái vàng đi ạ, bỏ qua cái chất liệu vàng đi. Mình quan tâm đến cái viên kim cương trước mắt của các bác ở đây. Một viên đang trong khoảng tầm 4 ly rưỡi cho đến 5 ly. Em sẽ ra giấy cho các bác nhé. Một con số cũng như là một cái giá siêu yêu thương cho các bác cùng chơi nhé. Một con số thần tài 13.900.000. 13.900.000. Có ra giấy kiểm định cho các bác. Đó, viên này thì em bao đẹp cho các bác luôn. Không, hầu như là cái gợn này, hay là cái tạp chất, hay gọi là cái mây mù ở trong cái viên này hầu như là rất nhỏ, rất ít. Đấy, kim cương các bác nhé. Sẽ ra giấy 13.900.000, có kèm giấy kiểm định cho các bác, ok cho các bác. Đây em chỉ nói là kim cương này, còn về thông số kỹ thuật thì phải có kiểm định thì mới có thông số kỹ thuật rõ được cho các bác, nhưng mà em sẽ bao cho các bác kim cương tự nhiên, được chưa ạ. Độ tinh khiết cao, size từ 45 cho đến 55 ly. Độ tinh khiết thì có thừa, độ lửa thì có mạnh luôn. 13.900.000 nha các bác. Các bác chỉ cần chốt em sẽ ra giấy kiểm định cho các bác. Nên cho em mã số nhẫn kim cương. Đó. Thôi thì hàng vừa về xong nóng sốt luôn thì em lên sắm cho các bác để các bác cùng nghiên cứu nhé. Tiếp tục em sẽ lên các bác một cái mặt dây chuyền nhé. Một mặt dây chuyền chất liệu bằng bạc các bác nhé. Mặt dây chuyền hàng ngoại chất liệu bằng bạc 925. Các bác có nhìn thấy chữ 6M không ạ? Đây, ở đây là chuyện 925 này. Còn ở bên trên là chuyện 6M. 6M là gì ạ? 6M là bên ngoài được bọc vàng 6 micron. Bọc vàng 6 micron các nhá, còn đính rất là nhiều đá moi luôn. Rất là nhiều đá moi. Đấy, đây là bàn tay như cả bàn tay của Đức Mẹ hay là bàn tay của Chúa. Hình như đây không phải bàn tay của Chúa, chắc bàn tay của Đức Mẹ hay sao ấy. 34 ngang này. Dọc này. Dọc là 41, chưa tính núm, chưa tính đai nha các bác nhé. Các bác nhìn cái đai lại siêu to này. Chất liệu bằng bạc để giao lưu với các bác cùng chơi, một con số thật tài đó. Một cái mặt bạc trọng lượng khá là nặng, cộng thêm là xi vàng, bọc vàng cho các bác một lớp bên vàng bên ngoài 60g rồi. Đây là hàng ngoại, người ta bọc sẵn cho các bác rồi nhá. Các bác về sẵn đeo rồi. Trọng lượng đâu đó khoảng 6-7 chỉ gì đó thì sẽ có cụ thể hơn cho các bác, nhưng mà đây là thành phẩm nên tác phẩm rồi. Để các bác cùng chơi cái mặt này nhé. 1.500.000. 1.500.000 cho một cái mặt dây chuyền đẹp, độc, dị lạ, hàng ngoại luôn. Nói chung bên em thì bên em chuyên bạc các bác nhé, chuyên bạc ngoại. Bạc ta cũng có nhưng mà bên em rất ít. Bạc ta ai bán em mua lại thôi, em mua để đấy thôi. Chứ còn đa số bên em sẽ chơi hàng ngoại. Một cái mặt dây chuyền bằng bạc có đính rất là nhiều đá này. Đá moi kiểu fan set này. 1.500.000 các bác nhé. Tiếp tục này. Sẽ lên các bác một chiếc nhẫn tiếp theo nhé. Một chiếc nhẫn Mỹ. Đó, chiếc này em bao Mỹ cho các bác luôn. Đó, chiếc này là hàng Mỹ xưa đấy các bác nhé. Hàng Mỹ cổ luôn đấy. Size nhẫn là size 10 sấp xỉ 18 này. 17.5 nhé. 17.5. Nam tay nhỏ, nữ tay to đeo được hết các bác ạ.
Zonten này các bác này. Được chưa? Zonten này. Đây là hãng sản xuất ra chiếc nhẫn này. Em thấy có số 77 này. 1977 này các bác nhá. Chiếc nhẫn 1977 và đặc biệt hơn này, cái logo này. Logo này là bằng vàng trắng các bác nhá. Logo bằng vàng trắng, cái chữ giờ này bằng vàng trắng thôi. Một tí vàng thôi nhưng mà nó cũng là cả một cái tác phẩm đấy các bác ạ. Đó. Chữ giờ này bằng vàng trắng. Hawat này các bác này. 1977 nha các bác nhá. Viên đá xanh. Bác nào đang mệnh mộc chơi chiếc này thì tuyệt vời luôn. Bản đang là bản 13 14 ly. Size nhẫn là size 17.5 nhá. Một chiếc nhẫn Mỹ đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Giao lưu với các bác cùng chơi này, 1.800.000 nha các bác nhá. Đặc biệt hơn này. Đặc biệt hơn nha các bác nhá. Em sẽ nói các bác đặc biệt hơn này. Bác nào mà có tên là chữ EZ đây, à có tên là chữ giờ ở đây, được chưa? Giảm trực tiếp cho bác đó 200.000 luôn. Ví dụ như tên Duy như em chẳng hạn. Em thì có nhẫn rồi. Thì trước này lên giao lưu với các bác chưa? Đó, danh dự của các bác nhá. Giảm trực tiếp 200.000 cho các bác. Nếu bác nào có tên là chữ EZ, à chữ giờ đầu tiên. Duy này, Dũng này, rồi Dương này, cứ miễn là có chữ giờ đó. Bác nào tên là giờ. Còn 1977 nhá. Bác nào sinh năm 77 mà chốt, bác nào năm rồng chốt chiếc nhẫn này tuyệt vời luôn. 1976 là rồng. 976 mới là rồng. Sorry các bác. Bảy bảy là tị. 1.800.000 nha các bác nhá. Một chiếc nhẫn cổ hàng của Mỹ xịn luôn, hàng bạc Mỹ xịn nha các bác nhá. Còn hàng đời mới thì cũng có thôi, nhưng hàng đời mới em bán có 800.000 thôi. Đó, các bác thích chơi những chiếc nhẫn Mỹ xưa như này chất, để các bác cùng chơi nhá. 1.800.000. Logo vàng trắng, được chưa các bác ơi? Chữ EZ, à chữ giờ là bằng vàng trắng, cứ nhầm chữ R. Chữ giờ là vàng trắng các bác nhá. Rồi, tiếp tục một cái sưu tầm nữa cho các bác này. Một cái mặt dây lưng nha các bác nhá, một mặt dây lưng. Tại vì sao em lại nên like bác mặt dây lưng nhá? Tại vì sao? Bên em chuyên bạc cổ mà các bác. Chuyên bạc ngoại mà. Cái mặt dây lưng này bằng bạc đấy các bác nhá. Đây silver đấy các bác ơi. Các bác nhìn thấy silver không ạ? Đó, silver là hàng bạc cổ luôn các bác nhá. Mẫu này mẫu mặt dây lưng hàng hiệu bằng bạc. Đây các bác luồn dây vào đây nha các bác. Các bác ra bảo tiệm cho cái dây 30 ly này, hoặc là cái dây 3 cm này. 3 cm nha các bác nhá. Các bác luồn vào đây. Luôn đơn giản là các bác chỉ cần ra bảo thợ họ làm cho. Đi bảo làm cho anh một cái dây lưng vào đây là ok thôi. Chất liệu bằng bạc đúc các bác nhá, bằng bạc nguyên khối. Cái phần này không phải bằng bạc đâu các bác nhá. Phần này nếu mà cái móc này bằng bạc thì sẽ rất là mềm. Mềm thì sẽ là sử dụng nó sẽ bị gãy. Cho nên họ sẽ phải thiết kế bằng hợp bằng chất liệu, nói chung là chất liệu có cả đồng ở đây này, để cho độ cứng nó cao. Được chưa các bác ơi? Còn bạn và thêm một cái phần nữa, em không biết cái phần này phải bằng bạc không. Cái phần này em biết phải bằng bạc không này. Còn cái mặt này chắc chắn sẽ phải bằng bạc rồi các bác nhá. Đây, nguyên cái mặt này là bằng bạc. Cái này là men đen nha các bác nhá, men đen. Còn cái mẫu cái chỗ này không biết phải bằng bạc không, em chưa soi đâu. Hàng mới về nha các bác nhá. Em nghĩ là không phải bạc. Cái mặt trên này bằng bạc thôi. Nguyên cái mặt bằng bạc thôi các bác nhá. Nhưng nói chung là cũng là vàng bạc đá quý, cũng là hàng siêu tầm, hàng độc dị lạ nhá. Không ai có luôn các bác ạ. Đây là hàng hãng và cũng như là hàng xưa. Chứ còn bây giờ các bác chỉ cần ra bảo tiệm họ đúc cho thì nó đơn giản thôi. Đúc cho phải mất tiền triệu bao nhiêu cây bạc rồi. Thì đây là hàng ngoại, hàng làm thủ công. Để các bác cùng chơi cái mặt dây lưng này nhá. Một cái mặt dây lưng bằng bạc. Để các bác là 900.000 nha các bác nhá. 900.000 các bác ạ. 900.000 nhá. Xong mà dây lưng này sẽ lại tiếp tục quay trở lại với phiên đồng hồ. 900.000 thôi ạ. Để các bác quan tâm lên cho em mã số mặt dây lưng bằng bạc này các bác nhé. Bạc silver, bạc ngoại luôn, siêu đẹp luôn. Mặt dây lưng này thì sẽ hợp với quần Âu các bác nhé.
em thấy sẽ hợp với quần Âu hơn. $900.000 nha các bác nhé. Đây kích thước các bác này, cái kích thước sẽ hợp quần Âu 31 này, 47 này các bác này. Đó, quần bò hay là quần thời trang khác thì sẽ ấy hơn, sẽ không hợp, chỉ hợp với quần Âu thôi, đơn giản nhẹ nhàng thôi. Để các bác là 900.000 thôi ạ, 900.000 thôi, cực chất luôn. Rồi tiếp tục em sẽ lên các bác một mẫu đồng hồ tiếp theo, một chiếc đồng hồ vàng đúc các bác nhá. Em lên các bác một chiếc đồng hồ vàng đúc nguyên khối với thương hiệu là Avia các bác nhá. Avia đến từ Thụy Sĩ. Ở chiếc này có chạy bộ máy cót tay, size mặt đang là size 33, được chưa? Vỏ thì vỏ vàng đúc nguyên khối 9K. Vỏ vàng đúc nguyên khối 9K. Size 33. Avia rất là nhiều A luôn. Đó, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này mã số 61 nhé. 8.800.000. Đó, 8.800.000 các bác ạ. 8.800.000 nhá, một chiếc đồng hồ Avia đến từ Thụy Sĩ, vỏ vàng đúc nguyên khối, size 33, lên tay các bác cũng rất ok luôn. Đây, em đang chơi chiếc nhẫn ngoại độc đây. Đấy, mình chơi chiếc dòng ngoại rất là độc luôn. Các bác thích giao lưu thì chụp ảnh màn hình cho em nhé, giao lưu lốt cho các bác. Mã số 61 này, em đưa các bác một chiếc đồng hồ Avia đến từ Thụy Sĩ, chạy bộ máy có tay, thân vỏ vàng đúc nguyên khối, giá chỉ có 8.800.000 đồng mà thôi. Giá vàng đang tăng từng ngày, các bác có thể tích vàng, ok chưa ạ? Vàng 9K thôi nhưng bây giờ cũng phải tầm 3 triệu một chỉ thôi. Mã số 61 để các bác cùng chơi nhé, 8.800.000. Tiếp tục này, em đưa các bác một chiếc mã số 77 nhé. Mã số 7 em đưa các bác chiếc đồng hồ Berut 3 sao các bác ạ. Chiếc này chạy bộ máy cơ auto, có size mặt đang là size 34, sắp chỉ 34 các bác ạ. Chạy bộ máy cơ auto, thân vỏ thì được bọc vàng, đáy thép inox, có ghép các bác một bộ dây chun Mỹ bọc vàng, thân vỏ bọc vàng, mặt zin nguyên bản. Giao lưu các bác cùng chơi nhá, 2.500.000. 2.500.000. Mã số 177. Núm zin có logo 3 sao. Thân vỏ thì được bọc vàng, đấy thì chi tiết cái thép inox, ghép các bác một bộ dây, ok chưa các bác? Ok thì nhấc máy alo em, cho em mã số 177, 2.500.000 đồng. Hai triệu năm nha các bác nhé. Tiếp tục này các bác này, em lên các bác tiếp theo này, một chiếc mã số 169 nhá. Mã số 69 em lên các bác một chiếc đồng hồ Berut tiếp theo, được chưa ạ? Nó vuông tròn này, có vuông có tròn nha các bác nhá. Có cơ auto rồi có cả con tay. Lên các bác một chiếc đồng hồ Berut 3 sao. Có thiết kế form vuông, bọc vàng toàn thân, 10K gold fill. Chiếc này thì hơi nhỏ một chút xíu thôi nhưng mà bác nào tay nhỏ đeo chiếc này thì ok luôn. Nó size chỉ có 25 x 25 nhá. Sẽ tương đương trong khoảng tầm 33 tròn đấy các bạn ạ. Tương đương trong khoảng 33 tròn nhá. Chiếc này kết hợp cho các bác một bộ dây chun rất là ok và đẹp luôn. Đấy, bác nào mài này, bác nào tưởng vàng đúc mà mài này. Bọc vàng 20 micron các bác nhá. Còn 20 micron. Berut mặt xanh. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhé, 1.800.000. 1.800.000. Một triệu tám đang chạy có tay kim rốn các bác này. Mặt nhũ xanh các bác nhé.
Tiếp tục, đây này các bạn, một chiếc tiếp theo, một chiếc mã số 170. Một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Zin cả dây cả khóa luôn các bác ạ. Đây, hàng về nguyên bản luôn như vậy các bác nhé. Đây, zin cả dây cả khóa đây. Thương hiệu đây. Gardena các bác nhé, Gardenia này. Chạy bộ máy cơ auto và 65 chân kính các bác nhé. Đây, sẽ mở máy các bác cùng xem. Đây, máy trang bị cho các bác một cỗ máy 65G. À, 60G, sorry các bác. 60G đến từ Thụy Sĩ như các bác nhé. Dòng máy được thiết kế những cái dòng máy những năm thập niên 1960 các bác ạ. Máy chiếc này còn đẹp căng luôn. Vỏ thì vỏ full thép nữa. Rất rất bền. Vỏ thép thì nó phải gọi là quá là bền. Này, lên tay các bác cùng xem. Đó, rất phê luôn. Form lại form đẹp. Dây lại dây đẹp. Mặt lại mặt đẹp. Cọc số lại cọc số cá mập đẹp. Size size 35 rất đẹp luôn. Để các bác cùng chơi nhá. 4.800.000 các bác ạ. 4.800.000. Nha các bác nhá. Made in Switzerland, lần này hàng nội địa luôn các bác này, 4.800.000 nhé. Zin 100%. Bác nào là những tín đồ của những chiếc đồng hồ vỏ thép thì bơi chiếc này các bác ạ. Bơi chiếc này quá chất luôn. Cọc số cá mập này, cọc số răng cá mập rất chất luôn. Mặt chảy tia zin còn đẹp nha các bác nhé. Đó, để các bác cùng chơi giá chỉ có 4.800.000 thôi. Thôi tiếp tục này các bác ơi. Đây các bác một cái sợi dây, một cái lắc tay nha các bác nhá. Một cái lắc tay bạc 925 này. Hàng ngoại luôn các bác nhá. Bản này cũng rất là bản này rất là to luôn các bác ạ. Bản này là bản 6 ly các bác nhá, 6 ly. Đó, bản 6 ly. Các bác nhìn này. Trời đất ơi. Mắt nào ra mắt đấy luôn các bác nhá. Chỗ này là không phải hàn lại đâu các bác nhá, nó là cái móc hàn của nó đấy, họ thiết kế thì kiểu vậy nhá các bác nhá. Hàng xưa, hàng này hàng cổ rồi, hàng lâu tuổi rồi. Nhập các dòng hàng này bia cao lắm các bác ạ. Các dòng bạc ngoại này bia nhập cao lắm. 10 năm này. Độ dài đang khoảng 20 các bác nhá. Độ dài tay 20 thoải mái luôn các bác ạ. Ai đeo cũng được luôn. Một chiếc lắc tay bằng bạc, hàng của ngoại luôn. Rất chất và đẹp luôn. Bản to, bản 6 ly. Đấy, giao ly với các bác cùng chơi chiếc lắc bạc này nhá. Bản 6 ly các bác này. Giao lưu của các cũng chơi nhá, 1.500.000 ạ. 1.500.000 các bác nhá. 1.500.000. Dài 20. Các bác quan tâm, các bác thích chiếc lắc bạc như này thì rất chất luôn. Chơi những cái lắc bạc này nó mới đẳng cấp các bác ạ. Độc dị lạ, không ai có. Thiết kế hoa văn quá phê luôn các bác ơi. Để các bác cùng chơi nhé. 1.500.000. Trọng lượng thì em sẽ cân sau nhé. Nhưng mà đây là một tác phẩm, nó là hàng xưa rồi. Trọng lượng em chỉ cân trọng lượng để cho các bác, để các bác gọi là áng chừng thôi. Để các bác biết là nó to như nhỏ, như là lên tay như nào. Nhưng mà trọng lượng là phải hơn 7 chỉ các bác ạ. Phải hơn 7 chỉ bạc các bác nhé. Hơn 7 chỉ bạc. Bạc ngoại nhập cao lắm các bác ạ. 1.500.000 các bác nhé. Đây tiếp tục em lại lên các bác một cái sợi dây bạc đeo cổ nó mới chất nữa này các bác này. Các bác nhỉ, sợi dây này lại càng chất nữa nhỉ. Nói chung là cực phê luôn các bác nhé. Hàng của ngoại xịn luôn. Mắt nào ra mắt đấy luôn. Bản 4 ly các bác nhá, bản 4 ly luôn này. 5 ly luôn này các bác ạ. Đây các bác này. Hàng mắt xoắn nhá. Mắt nào đi mắt đấy luôn. Chưa lỗi lầm gì cả. Đó, các bác thích bạc ngoại các bác cứ đến bên em. Đây bạc 925 đây. Trọng lượng của sợi dây này nhá,
một cây ba hay sao các bác, em chả rõ đâu, chả nhớ đâu, nhưng mà loanh quanh tầm một cây hai đến một cây ba. 925 hàng xưa, bạc xưa các bác nhá. Em sẽ đo độ dài, độ dài chiếc này tuyệt vời luôn các bác, độ dài chiếc này thì quá sướng luôn. Độ dài sợi dây này đang là 60 các bác nhé, 60, chùm đầu thoải mái luôn các bác ạ, chùm đầu thoải mái các bác nhé, 60, sổ đất ơi là quá sướng các bác ạ, quá là sướng luôn, chùm đầu thoải mái các bác nhé. Dài 60, trọng lượng khoảng 1 cây 2 đến 1 cây 3, nhưng mà nó là hàng ngoại, hàng chất lượng luôn các bác nhé, bạc ngoại cầm rất sướng tay các bác, để các bác cùng chơi sợi dây này nhé. 1.900.000 các bác ạ, 1.900.000 nhé các bác nhé. Các bác đừng so sánh với bạc ta nhé, đừng so sánh với bạc ta. Nếu các bác mà đã so sánh với bạc ta thì các bác không mua được bạc ngoại đâu ạ, các bác không chơi được đồ chất đâu, các bác không chơi được đồ độc dị lạ đâu. Nó lên cho em về mã số dây cổ nhé, 1.900.000, dài 60, quá đẹp các bác ạ. Lâu lắm lại về các bác một sợi dây rất đẹp luôn. Dây đeo cổ các bác kết hợp thêm một cái mặt ngoại nữa thì cực chất rồi, bao phê bao sướng luôn. Rồi tiếp tục em đến các bác một chiếc kính này. Một mẫu kính tiếp theo mã số 168 nhá. Em đeo một chiếc kính 168, một chiếc kính Anga đến từ Anh Quốc. Tiếp theo này. Hôm trước em có lên các bác một cái mắt màu xanh rau muống. Hôm nay sẽ lên các bác một cái mắt màu nâu, nâu trà nhạt các bác nhá. Anga là một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Đây. Em xem chỗ đó là bọc vàng thì em cho các bác xem. Frame England các bác này. Đã bị ngược. Đó các bác chữ England các bạn đây. Một chiếc kính Anga đến từ Anh Quốc. Sai ngang thì các bác về thích thì thay mắt khác nhé, các bác có thể thay mắt khác. Sai ngang là 140, em có cân đối mắt cho các bác để cắt to nhất có thể nhé. Còn to lỡ cũng được thì các bác mang ra tiệm mà họ cắt mắt khác, cận viễn não thoải mái luôn. Đây là em đang cắt mắt dâm. Được chưa? Đây em cắt mắt dâm. Mã số 168 này để các bác cùng chơi, giá là 2 triệu. Kính Anga đến từ Anh Quốc. Một chiếc kính bọc vàng. Hàng xưa được sản xuất năm Thập niên 1950. Đó để các bác cùng chơi giá chỉ có 2 triệu thôi. Một mẫu kính Anga. Tiếp tục em đang mang một chiếc kính tiếp theo mã số 64. Một chiếc kính Cartier các bác nhá. Một chiếc kính Cartier. Cartier nhưng mà Cartier là không phải của Pháp. Cartier là Cartier của Nhật nhé các bác nhé. Size ngang là 140. Đây là thuộc dòng kính sản xuất cho thị trường bên Nhật họ dùng. Đó, made in Japan này. Chuôi kính đang là 140 các bác nhé. Chuôi kính 140 này, CT007 này. Đây, Cartier chất liệu titanium các bác nhé. Đây Nhật họ chỉ dùng titan thôi. Chuôi kính 140 có thiết kế kiểu mắt treo nhé. Thiết kế kiểu mắt treo. Mã số 64. Một chiếc kính Cartier đó. Hàng hiệu luôn các bác nhá. Nhẹ nhàng, tình cảm, đẹp, tuyệt vời. Thương hiệu xịn sò, thương hiệu rất mạnh. Để các bác cùng chơi nhé. 1.700.000 các bác ạ. 1.700.000 các bác phải hiểu và các bác phải chơi được kính. Hiểu được thương hiệu Cartier các bác biết. Nếu mà chiếc này made in phăng xe thì thật sự các bác nó phải quay khoảng loanh quanh khoảng độ tầm 17 triệu. Nó hàng của Nhật họ làm thì nó ra giảm giá thành cho mình thôi. Chất liệu titan thôi. Còn hàng nội địa của Pháp nó lại đắt. Đây hàng xuất cũng như là hàng sản xuất ở nước thứ ba thì nó rẻ thôi, nhưng mà vẫn là hàng xịn đấy các bác nhá. Mã số 64 để các bác cùng chơi 1.700.000 nhá. Tiếp tục mã số 87 các bác này. Chốt phiên chốt hạ cho các bác bằng một chiếc kính của Pháp nha các bác nhá. Tiếp theo chiếc kính của Pháp.
Em thấy ở đây có 13.000 13.000 yên này. Giờ chắc 2 triệu mấy. Lamy các bác, đây là một chiếc kính Lamy. Kính Lamy các bác ạ. Em thấy nó có hàng Nhật về như này thì em bán luôn cho vậy các bác nhé. Một chiếc kính gọng nhựa để các bác về lắp mắt cận viễn não sẽ hợp lý nhất này, mắt viễn sẽ hợp lý nhất. Size mặt là size ngang đang là 130 à 133 các bác nhé. Cuối giờ, cuối live, cuối phiên trên các bác cùng chơi một chiếc kính Lamy của Pháp này. Để các bác cùng chơi nhá. 13.000 đến 2 triệu 6 này. Để các bác này, 600.000. Để các bác 600.000 thôi các bác nhá. Lên cho em mã số 87 600.000. Chốt hạ chốt phiên ngày hôm nay bằng chiếc kính gọng nhựa của Pháp đẹp lắm. Mới tinh. 600.000 thôi ạ. Lên cho em mã số 87 nha các bác nhá. Rồi, bây giờ xin phép là dừng video tại đây. Và xin được phép hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.